Nè, nó đang giao phối nè. À dạ. Giao phối nó cắn luôn. Thấy nhìn chung trong lờ kìa. Kìa kìa. Đó, đó, nhảy nhảy kìa. Đó, đó, nhảy quá trời luôn kìa. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Cà Cường TV nha. Thì hôm nay tiếp tục Cường đi thăm bẫy nha mọi người. Bữa nay cũng khoảng 2-3 ngày các bạn ơi. Thì bữa nay đi thăm bẫy thì để coi coi cái nào mà ở ngoài đường quá với lại mà nó chậm dính quá thì Cường cũng cuốn luôn các bạn. Thì Cường cũng thăm hết một đợt rồi. Đợt thứ hai các bạn. Đây, những cái lờ bị gách nè các bạn. Mình chỉ còn lấy được mấy cái cây thôi. Rồi giờ ok, xuống thăm thôi. Một cái này không dính cuốn luôn các bạn. Thấy nó ở ngoài đường quá. Mà thăm còn dính cá sặc, cá rô gì không liên tục hoài mà không thấy con nào lớn lớn chứ. Có người nào hầm cuốn dính không? Dính cái quần tà lõn. Rồi cuốn luôn các bạn ơi. À da, da. Còn cá sặc không à. Cá sặc, cá rô nè. Đó. Rồi mình cuốn đi tiếp luôn các bạn. Đặt có người cắt cỏ rồi các bạn ơi. Rồi thăm liều luôn, mắc bỏ. Chứ mắc sao lấy được đâu mà không bỏ. Có mấy ông chú cũng đang bàn cỏ, cắt cỏ. Cái này rồi, hơi nghiêng cái gì ta. Hơi nghiêng cái gì đây. Wow, tuyệt vời. Rô phi, rồi cá lóc nữa. Ôi, đã. Rô phi rồi cá lóc luôn. Ây da, khó lấy quá vậy. Rồi cái sậy cắt đứt tay các bạn ơi nè. Đứt tay nè. Gác quá nè. Tay quay một tay lấy khó lắm nha các bạn. Rồi cá lóc vô đâu mấy con luôn nè. Rồi xúc cái cây luôn. Đây. Còn cá rô nữa nè. Hai cá lóc. Con cá rô phi. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đứt tay luôn các bạn ơi. Wow. Để từng giờ ra kia đổ cá nè các bạn. Này ngoài đường quá. Đi đây, đi lấy đồ. Ây da, gác quá. Cái sậy nó khứa thịt, bén thì sợ chứ. Đó, quay đây bắt này các bạn, cho nó dễ. Đổ vô cho nhanh nha các bạn. Đây, nhiêu cá nè. Cặp cá lóc, con cá rô phi. Con mình bắt được chứ. Để mấy cá nhỏ là cho nó động. Đây, con cá này nha các bạn. À, rồi vô vỏ luôn. Hay quá. Mấy con này nó dãy ghê lắm. Mấy cá lóc đen nó mặt khỏe ghê. Nè. Lên cá rô phi thôi. Còn cá rô phi nhỏ với cá rô để lại các bạn ơi. Để làm mồi. Rồi, đi tiếp cái nữa các bạn ơi. Để Cường đặt lại cái này nha. Lờ này giống như đi ăn trộm các bạn. Dính cá rồi là không dám ngồi review lâu nữa. Phải bỏ vỏ liền và xếp cái lờ là lẹ liền. Chứ để là ta thấy là không yên ổn đâu các bạn. Dễ bị phá lắm. Rồi các bạn có dính gì không nha. Phải gắn nè. Sẵn vô câu luôn. Nếu mà dính thì đem về. Con chuột còn.
lúa còn luôn. Ây da. Lúc nào giờ này mà cho con gánh gánh mẹ gánh gánh cha gì đây, khổ qua gần nữa bạn, mấp mấp gần á, mấp đắng gần về gãi là lên liền gì. Lấy hộp của nó chín, trong đây có một cái lợn nữa nè các bạn. Bữa đừng cặp cá lóc mà mang biết được cái việc nha, đừng nói vô cặp cá hổ đi lại luôn. Ủa này nước cạn quá thấy hả, không im, nước lớn lớn rồi, có con này nó nổi vô thua các bạn, không có con nào luôn nha. Bữa đây cặp cá lóc nè, để coi cái bữa sau coi nó có vô nó không vô nữa, từng cuốn tiếp nha các bạn. Nay thăm có 17 cái các bạn ơi, cái này không dính nữa cuốn luôn các bạn, cũng hai lần thăm mà chưa thấy gì. Cái lời phải đặt ở ngoài này mới ngon, đặt trong đây cạn quá, mà đặt trong đây thì kín nha các bạn, đặt ở ngoài thì bị lấy. Cái môn này khó ăn ghê, dễ bị lấy lắm các bạn, không dính cuốn luôn nè, thấy không, không dính luôn cuốn nha các bạn. Lấy cái lời lên cũng hơi khó à, rút cái cây luôn các bạn. Cái kiểu này mới lấy là dễ nè, bây giờ lấy lên khó lắm, chỗ im ghê luôn, đặt ở ngoài bị lấy, ở trong này mới kính rồi mà ở trong này không dính. Rồi đi tiếp luôn các bạn. Ôi ui đánh đầu rồi, rớt cây luôn rồi, đánh đầu rớt cây luôn các bạn ơi, đó 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 đi nhất kìa. Ôi trời ơi con cũng có khá lắm luôn. Ui. Rớt cây ra luôn rồi tợ. Ui. Ui mới vô luôn, không chạy đầu luôn. Nó bự các bạn ơi. Ui ui, nhanh lên trên tí. Ui nó bự nè. Con này chắc cỡ 8-9 lạng ký á. Mình rút đũa ra. Ui ui đây nè. Ôi 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 nó bự, cầm tay cường này các bạn, đây nè, nó mới vô luôn, tay cường này các bạn thấy không, đó trời ơi nó bự rung luôn các bạn ơi, thấy nó ngã rồi, nó xức mấy cái cây ra nó quậy lắm mà nè, xức mấy cái cây mình chổi cái lờ nè. Yeah, tuyệt vời. Em cá lóc quá bự luôn, bự lắm nha các bạn nè. Ui, ui quá đã luôn các bạn ơi, cầm không hết tay luôn nè, cái tay cường cầm không hết tay luôn. Ui mạnh dữ vậy, có tay cường cầm không hết tay luôn á. Ui trời ơi nó bự đã ghê bạn, cá lóc đồng mà cỡ này là quá ngon quá đỉnh luôn nha các bạn. Ok giờ cường cho vô giỏ đi tiếp luôn nha các bạn. Đâu rồi, rồi cái này bị lấy rồi quá không thấy, bữa đặt ở đây nè. Ê còn còn, ủa sao nó không nổi ta, ý con cá đối hả ta, ô cá đối bự như vậy. Ê, để làm mồi các bạn ơi, dụ nó cho mấy con cá kia vô, giờ vô trong đây là cho nó cạn tí. Bữa đầu chiều cái nó cạn cạn luôn nè, cái là đầu con chuột có thấy con cá này cái nó vô nó xử luôn, ăn cám luôn, khổ thiệt, nước gì mà không canh được, khó canh quá, lúc thì lớn lúc thì gồng. Ủa cá đó bự ghê chứ, đáng lẽ là cần lấy về ăn nha các bạn, cái đó này bự á. Rồi dính thì để. Rồi tiếp tục đi thôi các bạn. Các bạn ơi, hôm bữa ở đây có hai cái, cường thăm được 3 cá lóc mà cuốn hình một cái, còn có một cái à, có một cái thì thăm một cái,
trúng mánh cho coi. Ui, mấy gốc cây dưới đây nè các bạn, bởi vì Cường đi chậm là nó vậy đó, vừa đi vừa né, nó nhiều lúc đạp lên nó chợt cái nó đâm vô giò đau cái bà luôn, nó không có nhọn mà nó trượt, kiểu mà trượt đâm á các bạn. Ồ thố, bữa đây cặp cá lóc luôn nè, cái lời này. Nước sâu dữ vậy. Rồi hết dính rồi các bạn ơi. Rồi từ lũng nè, u là trời, xong luôn cái lờ nữa rồi, coi như bỏ nữa các bạn, chơi giá sao được. Cái lờ gách nữa nè, tè le luôn, cua kẹp, không phải cua kẹp nữa, sợ cái mấy ông chuột ông leo lên mấy cái lá rồi nè, cái ông cắn nè, các bạn thấy không, lũng hết trơn luôn rồi nè, khổ thiệt luôn. Giá sao giá được, này có cây đương nè, đương là cũng vậy. À, để cần xử lý có gì đi tiếp các bạn, tiếp tục trong đây cá luôn các bạn. Đây bữa dính còn ghi cá tích sình nè, trước đó thì dính còn cá lóc đồng, cá gì, cá kia chê đồng chứ, chê trắng này. Hơi chổng nè, hơi chổng nè. Cá chẽn, cá dày. Quá trời ơi. Ủa, một cặp cá chẽn. Ủa, cái gì một cặp cá dày. Chứ con cá gì là hai trời. Để đem lên, đem lên, đem lên. Vô kèo, vô kèo. Ủa, đã chưa. Chúng mánh, chúng mánh. À đi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đã quá. Rút cây ra các bạn ơi. Cặp cái gì luôn. Về chưa? Hay. Cái dạy thứ hai. Con cá này cái gì không biết luôn. Cái chích cái gì đây nè. Cá lạ quá. Không biết cái này cái gì luôn á. Nè, mang xem nè. Đó. Cái này cái gì không biết luôn. Đẹp quá. Trắng tươi. Nó xài kem trộn của Ngọc Trinh hay gì mà trắng dữ vậy. Con mắt nó bự dữ vậy. Con mắt gì mà như cái đèn xe hơi. Úi giời ơi, cái nè. Đây cá này nhớ, lần hình như có cái câu lua nè, dính đó nè. Cái nó cá này ngon lắm nè. Ý gớt. Cho vỏ luôn. Đây. Bàn cá gù các bạn. Để nó nhử lại làm mồi các bạn. Để nó nhảy nhảy nè, cá nó vô. Rồi để Cường đặt lại tiếp luôn các bạn. Tục luôn các bạn ơi, bữa dính gắn ghi cá mà nó bị ngợp chết nè các bạn. Này không biết nó dính gì không nha. Này. Trời ơi, nguyên con ba khía luôn. Chà bá lửa, bắt nó ra liền. Trời ơi, kẹp luôn, còn gì nữa, bắt ra liền gì nữa. Cổ cha nữa. Ba khía chà bá nè. Nó chui vô đây nó kẹp banh hết lưới luôn. Banh hết lưới lờ luôn các bạn. Không bắt ra nó phá lắm. Đổ nó ra các bạn ơi. Để hôi gách nữa. Cái này còn cũng xài được nha các bạn, chứ không phải xài không được, xài đỡ thôi.
Hôm nay cuốn cái này ta. Thấy không có cá nè. Cuốn cái này luôn các bạn ơi. Bữa thăm cái lợ ở đây được cặp cá lóc rồi các bạn. Đặt ở đây nè. Sao mắc quá cũng giờ trong. Ai dè mắc luôn nè. Mắc luôn cái kìa dẻ luôn. À, còn. Ồ, gắn nước trời. Sao mà gắn nước. Lại ca nữa. Trời ơi, nó vô cả cặp luôn nè. Con gắn nhỏ, con gắn bự nữa nè. Rồi con nào mà dám vô nữa. Một cặp gắn nước luôn. Ui là trời. Những cá lóc sao dám vô. Cá dám đâu có dám vô đâu. Dính gắn cái này cá không dám vô luôn nha các bạn. Rồi để Cường xử lý pha này nha các bạn. Ui nó vô đây giao phối các bạn ơi đây nè. Ui nó đang giao phối nè. Ây da. Giao phối nó cắn luôn rồi nè. Ngay hai con nè các bạn. Đâu đít nhau nè. Nè. Ủa con sinh dục nó nè. Ui sao mắt mày đỏ dữ vậy? Thức phia hay gì? Thức phia đóng gạch hay gì? Ấy da, nó cạp cái tay nè các bạn. Dính cái găng một bên rồi nè. Ý. Nó đang giao phối mà nó còn không buông luôn các bạn thấy không? Nè. Ủa. Rồi, buông rồi nè. Rồi giờ để Cường xử nó các bạn. Các bạn, hôm bữa cặp cá lóc ngọt chết ở đây nè. Rồi, cái lò đó tiêu rồi. Không thấy nữa vậy. Kiếm coi. Đây này. Bữa nay có con cá gô kìa. Cá gô nằm ở dưới đít chai các bạn thấy không? Đó. Nó đang ở ngoài đường các bạn thấy không? Không khéo là mắc lời như chơi. Rồi, cái này không có, đi tiếp. Chợt. Còn có cái sặc nó kẹt, gì ký gì kì vậy. Có hàng. Cậu vô cái gua mề không vậy? Ồ, hai con bành trước nè. Hết hồn của cái gua mề. Rồi bá lửa luôn. Để cái vỏ xuống đựng các bạn. Một cái lờ bị gách và cái một cái lờ chuẩn bị gách nằm trong đây. Ồ, cá sặc. Kìa. Cái gô gì mà ấp vô trời. Nó đen còn hơn là châu Phi nữa. Nó đen nè. Kinh khủng khiếp không? Con bự nữa đâu rồi? Đây. Lấy mấy con bự cá nhỏ để dành lại để cho nó động nha các bạn. Chạy hoài. Chạy hoài luôn nè. Rồi, đặt lại. Lúng mà mấy cái này. Đi nó lúng mà mấy cái bập dừa. Kinh khủng khiếp. Ấy da. Thầm con cái trong đây mà đi cực quá. Mà đặt ở ngoài đi cho nó khỏe thì bị lấy. Đường nào cũng bị nghe các bạn. Con gô. Ui gô phi bự. Có con bự nè. Còn lại nhỏ không. Trời. Một con cũng được. Thấy không? Còn chưa. Đi đâm. Dễ đâm. Đây các bạn. Cái này là được rồi nha. Ít rồi.
Trời ơi. Rồi. Rồi không sao. Tại vì Goofy này về cho trộn ăn chứ Cường không đâu có ăn đâu. Còn nhiều cá nè. Tại rồi có con cá chốt nữa nè các bạn. Cá chốt biển nữa nè. Đang cầm chưa cho nó dễ rồi. Rồi để Cường đặt lại luôn các bạn. Tiếp tục cái cuối cùng luôn các bạn. Cường đã có 17 cái. Đặt ít lắm. Đặt như là đặt ăn, đặt chơi á. Cho nên thâm nó không sẽ không có cá nhiều đâu. Ở đây Cường thấy le le nè. Dịch chờ nó lội nè. Rồi còn cọc, rồi co nữa. Hy vọng con le le hay dịch chờ vô cái lời. Có hàng cho các bạn xem được. Để vỏ đây. Thấy gùm kinh quá trời luôn kìa các bạn ơi. Thấy gùm kinh trong lời kìa. Kìa kìa. Đó, đó, nhảy nhảy kìa. Đó, đó, nhảy quá trời luôn kìa. Ui. Vô phi một bầy. Các bạn ơi. Vô phi một bầy. Ghê thiệt chứ. Hồi nãy xảy một con đúng không? Giờ lấy một bầy luôn các bạn ơi nè. Tuyệt vời. Để Cường bắt nó luôn. Để chỉnh camera cái đã. Rồi ok. Rút cây ra bắt nó được. Ây da, cây cứng quá vậy. Yeah. Ôi, nó đã ghê. Vậy mà con vịt giờ le le nó không vô ta. Ý, nhảy ra nữa. Cây cặp khéo khéo để nó đâm các bạn. Đây các bạn. Bắt mấy con bự thôi. Để mấy con nhỏ ở đây nó động. Cho cá nó vô tiếp. Còn mẹ con nọ vô gắn nó vô. Cái này cũng được. Ý, trời ơi. Đâm tay ghê. Đâm bọc luôn. Ây da. Đây các bạn. Đâu cả chục con á các bạn ơi. Đã thiệt chứ. Thôi chừa nhiêu lại đi các bạn ơi. Chừa nhiêu lại. Đặt cho nó động. Con này con nọ vô nữa. Lấy hết là tuyệt chủng luôn á. Cái là cuối cùng ghê gớm chưa. Rô phi không luôn. Rồi ok. Để Cường đặt lại rồi có gì về thì tới nhà Cường tổng kết cho các bạn xem luôn nha. Rồi mới về luôn các bạn ơi. Mệt quá. Đây. Hớt đầu chọc rồi là hiểu rồi ha. Ông gà ảnh bị sốt siêu vi nha các bạn. Đây. Cái là này là bị gách rồi. Quăng quăng bên. Úi trời. Như cá lóc chết hả ta. Nè. Đổ ra luôn các bạn ơi. 17 cái lờ nè. Ui. Sao đũa nhiều quá vậy. Nè. Đũa. Cây bỏ vô lại. Đây. Rồi cá này chết luôn. Rồi cá lóc cũng chết luôn. Ui giời. Quá trời luôn các bạn. Đây. Đây con này chắc con cá chét quá ha. Chắc con cá chét nè. Cá chét mà ta hay câu lua nó hay dính đó nè. Goofy 2, 4, 5, 6, 7 con. 7 con Goofy. Con cá lóc khủng nè các bạn nè. Chết cứng đơ rồi nè. Đó. Chà bá luôn. Con bạc khía nè. Con bạc khía. Trời ơi, chết con cá lóc bự uổng ghê. Hết ngon rồi. Lấy cái này đựng con ba khía cho nó nè. Cái thao nhỏ này. Ê, ba khía này mới lột nè mềm nè. Luộc ăn ngon nè tèo. Đây, còn hai con rắn bắt cặp đang giao phối bị bắt tại chặn nha các bạn. Hai con rắn nước nè. Đã chưa? Đó. Nó cắn đau lắm nha các bạn.
hai gắn nước nè, con đực này nha các bạn, đực nhỏ nè, cái bự nè. Hôm nay thành quả 17 cái lờ nè các bạn thấy không? Cá lóc này chết ổn ghê luôn các bạn. Chết cứng đơ luôn rồi nè. Bự thì ghê, con này chắc cỡ 8 9 lạng nha các bạn. Đây, con bạch. Cá lóc. Con bạch khí này mềm mềm đục tròn tẹo ăn. Đây là con cá dày các bạn, cá dày nó khác cá bông nha. Cá dày nó bự giỏi lắm. 4-5 lạng là hết cỡ. Thường lại thích ăn mấy con cá lóc mà cỡ cứng cứng như nè các bạn. Để nguyên bộ lòng đánh dãy, để nguyên bộ lòng thôi. Còn bự quá cỡ này là hơi ngán. Nhưng mà hầu như đi để săn bắt thì ai cũng muốn dính con bự vậy các bạn, chứ đâu ai dính con nhỏ đâu. Nè đây cá chép cái gì nè. Mắt nó đã ghê không? Ồ khóc ghê không? Ồ cái gụ mè các bạn thấy không? Gụ mè con nào con lấy ách vố không? Đã ghê, gụ phi nữa nè. Gắn nước, cá dày, cá chép, cá lóc. Rồi, đến đây Cường cũng xin tạm dừng clip các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của Cường nha. Thì nếu các bạn thấy video này hay, nhớ cho Cường một like, một đăng ký và chia sẻ cho mọi người xem. Thì Cường cũng xin chia sẻ luôn đó là cái môn lờ này chua ăn lắm nha các bạn. Tại vì cua kẹp gách đứt là bỏ, đặt cái này không khéo bị ta lấy. Bởi vì đặt chơi, đặt vui thì được nha các bạn. Nhưng hôm nay 17 cái nhiêu đây là trúng rồi các bạn. Rồi, Cường xin tạm dừng clip rồi các bạn. Các bạn thấy video hay, nhớ cho một like, một đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nữa nha.